so sánh chất âm cùng một bản nhạc và cùng một giọng hát BK81225 mã và JBL MTS-12. Hôm nào làm video BK81225 mã và JBL MTS-12 so sánh chất âm cùng một bản nhạc và cùng một giọng hát xem sao. Ok, em chào anh, chào màu én 2527 này. Thì thể theo nguyện vọng của anh đúng không ạ? Thì em đã có để sẵn hai cái mẫu loa ngày hôm nay ở đây rồi. Thì video này chúng ta sẽ không nói chi tiết về thông số của hai mẫu loa nữa. Bởi vì sao ạ? Những cái mẫu loa như thế này thì trên kênh của Bảo Cho Alex đúng không ạ? Nhật Trường đã đánh giá rất là nhiều về các mẫu loa này rồi. Quý vị có thể, nếu như các bác nào chưa xem thì cũng có thể click vào trang của Bảo Cho Alex để chúng ta sẽ tìm lại những cái video này và xem nhé. Mà thay vào đó thì trong video này thì em cùng các bác sẽ đến với cái phần trải nghiệm chất lượng âm thanh. Khi mà chúng ta nghe thử một bản nhạc bolero này, rồi thì một bản nhạc cả remix này, và khi chúng ta hát karaoke đấy đúng không ạ, tất cả đều trên cùng một bản nhạc, thì hai mẫu loa này nó sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào để chúng ta sẽ cùng mang ra mổ xẻ, cùng so sánh, cùng trải nghiệm, cũng như là để quý vị có thể có được cái sự quyết đoán hơn khi mà chúng ta đang phân vân hai mẫu loa này đúng không ạ. Thì đây chính là hai mẫu loa đến từ hai thị trường khác nhau, một là của thương hiệu Nhật BK đấy, có mã là BSP81225 mã này, và một loa của thương hiệu Mỹ đó chính là JBL MTS-12. Thì chúng ta sẽ nói về cái điểm chung đã đúng không? Thì đầu tiên này, hai cái mẫu loa này đều là hai mẫu loa Bass 30 thưa quý vị. Chúng ta so sánh thì ít nhất không cùng được một hãng thì chúng ta cũng phải nên so sánh cùng một cái củ loa đúng không ạ? Thì như vậy nó sẽ có sự công tâm hơn. Thay vì chúng ta so sánh một củ loa Bass 25 với một củ Bass 30 thì nó khá là buồn cười đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chưa cần so sánh đã biết được ai nhỉnh hơn ai rồi. Đấy, thì đó là cái yếu tố đầu tiên. Còn cái thứ hai đó chính là gì ạ? Hai mẫu loa này của chúng ta nó cùng nằm trong phân khúc với nhau, tức là cùng mức giá. Thì đối với lại phiên bản của BK81225 mã thì nó sẽ có mức giá là 22.940.000. Còn JBL MTS-12 thì nó sẽ có mức giá là 25.440.000 đúng không ạ? Thì đâu đó Nhật Trường cũng chưa tính, nhưng mà nhẩm xem đâu đó khoảng tầm độ 2.500.000, 3.000.000 gì đó, không lệch nhau quá nhiều. Vậy thì về mức giá như vậy là chúng ta đã ok rồi. Đấy, chứ nếu bây giờ chúng ta so sánh một cái mẫu loa mà mức giá 10 triệu với lại một loa mức giá 20 triệu thì nó quá kịch cỡ đúng không ạ? Chúng ta chưa cần bàn gì đã biết được ai là người vô địch rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại phần nghe thử nhạc bolero cũng như là gì cũng như là bản nhạc EDM điện tử để các bác xem là chất lượng âm thanh nó như thế nào nhá. Và để có thể test thử được chất lượng âm thanh thì Nhật Trường sẽ phối ghép với một bộ dàn đúng không ạ? Thực ra thì các bác có thể phối ghép hoàn toàn với lại bộ nào cũng được, bởi vì chúng ta cùng thử trên một bản nhạc và cùng sử dụng một hệ thống âm thanh như vậy thì nó sẽ cho ra chất lượng âm thanh như nhau thôi. Đấy, thì ở đây Nhật Trường sử dụng cái đẩy 4 kênh của thương hiệu BK có mã là VM840A. Đây là dòng đẩy 4 kênh, mỗi kênh là 800W. Như vậy thì Nhật Trường có thể sử dụng được luôn cùng một lúc hai cặp loa ngày hôm nay đúng không ạ, để chúng ta đỡ phải mất công tháo ra tháo vào. Bên trên chúng ta sẽ có một cái mẫu vang số của thương hiệu JBL có mã là KX180A, và cuối cùng chúng ta sẽ có một bộ micro không dây cũng của thương hiệu JBL có mã là VM300. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử trước cái phần nhạc nhé, để sau đó thì Nhật Trường sẽ đánh giá chất lượng âm thanh nó như nào. Và quý vị lưu ý rằng là trong quá trình thử nhạc này, quý vị nên đeo cái tai phone giúp Nhật Trường nhé. Như vậy thì cảm nhận âm thanh nó sẽ chính xác hơn. Và để cho có sự công tâm ngày hôm nay thì Nhật Trường sẽ không can thiệp, tức là không chỉnh sửa ở trên vang nữa, mà Nhật Trường để ở chế độ phẳng, tức là khi chúng ta cắm vào như thế nào thì cả hai loa nó sẽ phát ra cùng như vậy. Thay vì chúng ta điều chỉnh EQ đúng không ạ, thì như vậy nó cũng sẽ không được hợp lý cho lắm. Nào, rồi các bác, bây giờ em sẽ thử đầu tiên ở trên cái mẫu loa BK nhá, với bản nhạc Nhớ Người Yêu, đúng không ạ? Thức tràn đêm nay để nhớ thương thương dựng u diệu hiền.
giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đến từng một thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu? Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu JBL này. Ước nguyện trọn đời yêu anh, chớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau chứ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ sao rơi lạnh cấm cạnh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vai, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Rồi thì đó là đầu tiên chúng ta nghe thử dòng nhạc Bolero. Thì các bác nhận thấy sao ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về cái âm bát đã, đúng không ạ? Âm bát thì đối với lại Nhật Trường đánh giá mẫu BK này, nó vẫn có cái âm bát nó ngọt ngào hơn. Bởi vì sao ạ? Không biết là có phải là vì Nhật Bản là cái gọi là cái nôi sinh ra cái làng giải trí karaoke hay không, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn biết đến những cái thương hiệu ví dụ như B&B hoặc là BK từ trước đến nay rồi. Nó khá nổi tiếng của Nhật Bản. Họ sử dụng những cái giấy chứng danh chuyên dụng, đúng không ạ? Chính vì vậy mà cái màng loa đấy của những dòng loa bass như thế này nó cho ra cái âm bass nó êm ả, ngọt ngào hơn. Đấy. Nhưng mà đối với lại dòng JBL thì dòng cái bass của nó không sâu. Đấy, nó không được sâu như là dòng này. Chúng ta sẽ cùng để ý một chút về cái giải tần số đặc tuyến xem nào. Ở cái mẫu BK này nó là 65 Hz, còn ở mẫu MTS-12 thì nó là 80 Hz, đúng không ạ? Điều đó cũng để đủ cho minh chứng cho chúng ta thấy rằng cái âm bát của dòng BK này nó xuống sâu hơn một chút so với lại cái này. Đấy, nhưng mà về cái giải vocal, đấy, những cái giải âm của ca sĩ thì cái dòng loa JBL này nó sáng hơn, nó rõ lời hơn, nó chi tiết hơn. Còn cái mẫu BK này thì nó không được sạch, nó thực sự nó chưa được sạch như là dòng JBL. Đó là về dòng Bolero. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử một bản nhạc remix xem, để xem là khi chúng ta sử dụng dòng nhạc remix với cái biên độ dao động nhanh như vậy, tiết tấu mạnh, đúng không ạ, thì nó sẽ phát huy như nào. Chúng ta vẫn sẽ thử ở trên mẫu BK trước. Thank you.
Rồi thì các bác có thể nghe thấy ngay đúng không ạ? Khi mà Nhật Trường chuyển đổi giữa hai cái loa này, đầu tiên chúng ta sẽ phải cảm nhận về cái độ to đã. Mặc dù đều là cùng loa Bát 30, nhưng rõ ràng các bác nhận thấy cái mẫu loa BK này nó có cái độ ồn ào hơn, to mồm hơn đúng không ạ? Mặc dù con này công suất của nó chỉ là 350W, JBL nó là công suất 400W, nhưng tại sao chúng ta lại có cái hiện tượng mẫu BK này to hơn như vậy? Bởi vì đầu tiên chúng ta xét về độ nhạy. Độ nhạy của BK này nó là 98 này. Độ nhạy của JBL nó chỉ có 95 thôi. Thứ hai là đến với cường độ phát âm cực đại. Mẫu BK này cường độ phát âm cực đại nó là 124 lên tới max là 130. Còn JBL nó có 121 và lên tới 124 thôi à. Đó chính là lý do mà tại sao chúng ta nhận thấy là rõ ràng cùng mẫu loa Bát 30, cùng phân khúc mức giá tiền rõ ràng như vậy, mặc dù rõ ràng thậm chí JBL mức giá tiền còn nhỉnh hơn cơ, nhưng mà về độ to mồm thì BK nó vẫn chiến thắng hơn. Còn nếu để xét về cái mức độ khi mà chúng ta chơi những cái bản nhạc điện tử như vừa rồi thì các bác có thể nhận thấy ngay đó chính là gì ạ? Mặc dù JBL cái âm bát nó không xuống được sâu như là BK, nhưng cái tiếng của bát này, tiếng bát của BK của JBL này nó êm gọn chắc. Đấy, nó đánh tiếng nào rõ tiếng đấy, ngắt rất gọn gàng. Còn đối với mẫu BK này thì tiếng khi mà chúng ta chơi những bản nhạc EDM với cái tiết tấu và biên độ dao động âm thanh nó cực kỳ lớn và nhanh như vậy thì nó có hiện tượng hơi bị rối. Hơi bị rối như thưa bác. Và đặc biệt khi chúng ta chơi cái công suất lớn thì cái tiếng của nó, cái tiếng bass nó bắt đầu hơi bị bè tiếng. Tức là gì? Nó chúng ta nghe có cảm giác nó không còn được gọn gàng như là con này. Con này thì nó đánh phát nào chắc phát đấy, nó cảm giác như các bác cảm giác như là khi chúng ta đấm vào cái một cái chiếc thùng phi nào đó đúng không ạ? Bụp phát thì nó kêu bụp cái là xong. Còn cái thằng này thì nó vẫn còn cái sự nát nát tiếng ở đằng sau đó, kiểu như nó có cái đuôi nát đằng sau ấy. Thì chúng ta có thể nghe thấy rõ ràng như vậy. Đấy, con này nghe hơi rối, con này nghe thì tinh tế gọn gàng. Đấy, nhưng mà con này thì lại to mồm, còn con này thì lại hơi bé một chút. Thì đó là về cái trải nghiệm mà khi chúng ta nghe bản nhạc trữ tình đúng không ạ? Một bản nhạc chậm với lại một bản nhạc EDM điện tử với tiết tấu nhanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hát karaoke để xem chất âm nó như nào. Ok, vẫn là trên mẫu BK trước các bác nhé. Trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Buồn hay sao khi anh đã quên một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia đang hững hờ, và dù năm tháng phôi ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh không ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu JBL này. Thank you.
xuân. Ta yêu thiết tha khi hè sang. Và vì thu đến anh không anh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trong thanh đầy mình không lẻ loi không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trong thanh đầy mình không lẻ loi không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Và đó là quá trình mà khi chúng ta hát karaoke thì lại một lần nữa chúng ta sẽ phải cùng nhận xét về cái giải cao, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta hát karaoke là chúng ta đã động đến những cái giải từ mid trở lên rồi, đúng không ạ? Mid trở lên cho đến phần chép rồi. Do đó là đầu tiên chúng ta sẽ phải nói là mẫu JBL họ sử dụng cái họng chép kèn độc quyền, đúng không ạ? Họng chép kèn độc quyền của họ. Chính vì vậy mà cái tiếng của những cái giải vocal, tức là cái giọng hát chúng ta, nó sẽ có độ trong. Độ trong là cái đầu tiên chúng ta phải nói này, độ trong, độ sạch. Và nghe nó không có bị chói, không có bị chói. Nhưng mà đối với mẫu BK này thì sao ạ? Mẫu BK này thì dành cho những bác nào mà chúng ta chưa thực sự là có giọng hát, đúng không ạ? Là một người hát karaoke bình thường ở gia đình thôi. Dòng này thì có vẻ là dành cho các bác nào mà biết hát và hát chuyên nghiệp hơn một chút rồi. Còn dòng này thì dành cho các bác nào mà đang tập hát hoặc là gọi là hát vui vui giải trí ở gia đình thì khá là ok. Bởi vì sao? Thứ nhất, tiếng nó khá là to, ồn ào, náo nhiệt, nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái không khí đó. Và cái thứ hai đó chính là cái giải âm cao của mẫu này. Mặc dù nó cũng là chép kèn, đúng không ạ? Chép kèn cho nên cái tiếng cũng rất là sáng. Nhưng khi chúng ta mà hát ở những cái nốt cao thì nó hơi bị chói, thưa quý vị. Cho đó là hoàn toàn các bác có thể nhận thấy được khi mà qua lúc nãy em hát rồi, đúng không ạ? Rồi thì vừa rồi em đã trả lời cái câu hỏi của bác Chào Màu Én 2527 rồi, đúng không ạ? Thì cái câu trả lời bằng cách đó chính là cái trải nghiệm chất lượng âm thanh vừa rồi. Và em cũng đã nêu ra những cái ưu và nhược điểm rồi. Thực ra thì không có mẫu loa nào nó hoàn hảo trên thị trường cả. Mỗi một loa sản xuất ra nó có những cái tệp đối tượng riêng. Đấy, ví dụ như mẫu BK này thì bác nào mà muốn kiểu hát không gian gia đình ồn ào náo nhiệt mồm to, đúng không ạ? Mồm to, bát sâu sâu một chút thì hãy chọn BK này. Còn bác nào mà muốn kiểu gọi là khoe giọng hơn một chút này, rồi thì có cái chất giọng, có màu giọng rồi. Và đặc biệt đó là muốn kiểu êm ả, đánh gọn gàng, bát êm, đúng không ạ? Thì cứ chọn cho em cái mẫu JBL. Đấy. Thì thực ra là trong cùng một phân khúc giá tiền như thế này, như em đã nói đầu video rồi, nó không lệch nhau quá nhiều. Chính vì vậy mà các bác chọn mẫu nào cũng được. Quan trọng là nó phù hợp vào cái gu của các bác thôi. Đấy, cũng giống như là bây giờ chúng ta hay nói vui vui gọi là khi mà chúng ta lấy vợ thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể là yêu 50 nhưng chọn 10 và lấy 1. Chúng ta lúc yêu thì có thể yêu một em rất là xinh, nhưng khi mà chúng ta đã quyết định lấy vợ hay không thì còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nữa. Nó phù hợp với hoàn cảnh chúng ta, phù hợp với cái tính nết, tính cách, đúng không ạ? Thì cái loa cũng như vậy thôi. Do đó là cái video này là một cái video mà em đánh giá rất là khách quan. Bởi vì sao ạ? Đánh giá khách quan từ việc chúng ta không để ý tới cái thông số khi mà chúng ta nói ngay từ đầu. Thứ hai nữa đó là em không cần chỉnh EQ, đúng không ạ? Khi mà em mang bộ dàn này lên nó như thế nào thì lắp vào như vậy để cho được cái chất lượng âm thanh nó trung thực nhất, thay vì chúng ta chỉnh quá nhiều, đúng không ạ? Rồi thì nếu như bác nào mà quan tâm đến hai mẫu loa này hoặc là quan tâm đến những sản phẩm của Bảo Trơ Alex thì có thể gọi điện và liên hệ qua Bảo Trơ Alex qua ba cách nhé. Cách thứ nhất thì các bác có thể gọi điện qua số hotline là 1900255. Cách thứ hai các bác truy cập vào đường link trang web là bảotroalex.com, chúng ta tìm sản phẩm và đặt mua trên đó. Cách cuối cùng các bác cứ đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc của Bảo Trơ Alex để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Còn nếu bác nào gặp bất kỳ những sự cố nào liên quan đến âm thanh, đúng không? Có thể gọi điện qua số hotline kỹ thuật của Bảo Châu là 0868500255. Rồi video này xin được kết thúc ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác.